Hello, xin chào mọi người đến tới channel của mình là Music Amebe. Hôm nay mình sẽ chơi game Rainbow Brand. Một game này mình cũng mới phát hiện ra. Đây, game này mình biết chơi rồi. Mình sẽ kiếm những cái cục gì đó ở nhà hát. Rồi mình sẽ qua bên này. Ê, cái con kia, mình biết rồi. Con đó nguy hiểm lắm. Ôi, tự nhiên nó cắn rồi. Nó tóc biến à? Rồi tao em. Đây, cái này là cái diễn biến. Đây, nó tự nhiên nó đổi nè anh em. Thấy không? Thấy mức dậy không? Đổi cái banh luôn. Phải rồi. Rồi, hôm nay mình sẽ vô tiếp luôn. Rồi, đây là cái câu chuyện nè, nó có mấy người té nè. Đây nó lôi bé này đi luôn rồi. Phải. Đây. Để xem mình là thằng nào vậy. À, mình là cái đứa này. Đây. Chào mừng, tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Nhưng nó dụ mình, nó kéo mình vô đây hay gì. My blog on you have. Chúng tất cả mọi người phải có cái đó để đặt vô cái nhà hát. Chúc may mắn. Rồi, bớt thúi đi. Chỉnh chế độ này cho dễ chơi các bạn ơi. Chắc mình chơi một cái này là được rồi. Đừng có chơi nhiều, quá mà. Để tìm mấy cái cục gì đó. Nó nhìn nó lát không? Cứ cẩn thận mà đi. Hết hồn. Hay lát nha các bạn ơi, này hơi khó để chơi đó. Ơi, chạy, ngừng lại man ơi. Chết bây giờ. Nói mình đổi thùng vô rồi. Rồi, đi tiếp. Nói nguy hiểm vãi đái luôn. Đủ có vài lóc à. Mấy đứa này đứng đồng này dễ chơi, đi chung nói cho nó an toàn nha các bạn. Đi chạy thêm nữa, con đó phía sau lưng này. Mình ghét lát lắm, lát khó chơi. À,
Rồi về nó lát thấy vải tào lao thật. Chết 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 chết. Cứu cứu cứu, đi nhanh lên. Thôi mình để thùng rồi. Ca ca ca. Nó ăn ghê à. Phải. Thấy không, có con đó nhìn vậy thôi chứ ra là quái vật này sợ vái. Không thấy cái hộp đâu nha. À, con cái hộp này. Đấy, rồi mình sẽ đi xuống luôn á, chơi chỉnh cái độ này cho dễ. Đấy, hết 6 phút rồi mà mày nhìn thấy không? Đấy, sợ lắm. Từ từ ơi, mình phải tới cái nhà hát nữa. Dạ. Sao nó bắt được nhiều người thế? Ôi, hơi nguy hiểm rồi đấy. Nó có cái gì không? Không. Mình đâu có chơi cái này đâu, xong mình mới biết cái game này thôi, mình mới chơi lần đầu rồi sao. À đây đây đây. Rồi, mình trong đây cái này nó có lấy cái gì không nữa. Mấy game này sợ vãi nhưng mà. Rồi, vô trận. Nè, nó để này đi cho nó nhắn gì nhắn. Rồi, so like Green. I think he's gonna know you. À, không. Cái gì này còn worry là. Cái này mình đâu có biết tiếng Anh đâu. Cái này có một anh ấy gì đó. Rồi nếu bạn thấy anh ta không thể nhìn thấy bạn mà bắt nạt bạn. Rồi mình bắt đầu vô game nhanh nhanh. Rồi vô vô để giải cứu nhanh. Hay lát lắm. Lát muốn chết luôn. Ê, ê, ê. Quay lại quay lại quay lại. Ê, quay lại. Chết chết giờ kìa. Đu 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 đu. Này giờ hai con luôn, lúc nãy con xanh lá với con giờ lúc nãy con xanh dương thôi, giờ thêm con xanh lá. Ôi, nhìn thấy tức tức luôn. Sợ lắm. Nhìn thấy không? Để đó, rồi đi. Này giờ mình phải kiếm một cái bánh. Chứ nó để đâu ta? Không thấy. Không có thấy thì sao biết được. Tìm gói thức ăn trở lại nhà hát. Quần như có đầy không ta? Không có đầy. Từ từ, nguy hiểm nha, nguy hiểm. Đấy, mới vô chúng ta phải làm vậy nè. Không có. Đấy, leo lên leo lên. Nó lát quá à. Ấy ghét trời lát lắm. Đây, tới đây nè, tới đây nè. Đây. Bùm. Không biết có con nào nữa. Trời ơi, thua rồi. Thôi tạm mình đã thắng hết một mạng một và một ván rồi, mình đã thắng hết một ván rồi, ván này bị nó ăn thịt rồi. Không có rồi, thôi bye bye các bạn nha.